thích đi nước ngoài? Dạ. Cô thích đi nước nào? Nước nào cũng được, xin miễn nước ngoài thôi. Nước ngoài là được. Dạ. Campuchia cũng nước ngoài đó. Thôi không đi Campuchia đâu. Dạ thôi đi Singapore hay là đi Mỹ rồi vậy đó, Úc rồi vậy đó. Đi Singapore, Mỹ, Úc ha. Dạ. Mấy cái nước mà tân tiến phát triển thì đi ha. Dạ. Mà sao cô có cái ý nghĩ là khoái đi nước ngoài? Tại vì thích đi xa, thích đi du lịch rồi vậy đó. Năm nay cô cũng 60 mấy tuổi. Dạ. Mấy người nước ngoài cũng khó hả cô? Nói nghe nè ngoại ơi, năm nay mình là gái U60 rồi, chứ không phải gái U18-20. Mà cái gì vậy, cái gì mà còn đòi lấy chồng là Việt Kiều nữa gì bà. Mà người ta kêu là đi qua Campuchia còn không chịu, nó còn kén chọn nữa. Sao mà khó ăn khó ở quá vậy ngoại? Trời ơi là trời, mình phải biết là mình đang ở cái level nào, mình phải biết được là mình bao nhiêu tuổi. Trời ơi, ở cái lứa tuổi 60 mấy 70 như ngoại đó, mà kêu mấy anh Việt Kiều anh về anh rước ngoại qua bển để làm chi? Để tốn tiền thuốc hả? Để dẫn bà đi bệnh viện hả? Để mà phụng dưỡng cho bà hả? Ở cái tuổi của bà là chỉ có con cháu của mình phụng dưỡng cho mình thôi, chứ những cái người khác đó người ta đâu có nghĩa vụ và trách nhiệm để phụng dưỡng cho mình. Với lại ở cái lứa tuổi 60 mấy 70 thì mình làm được cái gì? Mình còn giá trị gì không? Mình đâu có phải là những cái cô gái mà mới 18-20 xuân thùy phơi phới thì người ta còn hả cung phụng cho mình. Còn bây giờ là mình đã vào cái giai đoạn mà kiểu mà nó đã quá đát rồi đó, quá hạn sử dụng rồi đó, thì người ta rước bà đi qua bển để làm cái gì? Rồi thêm nữa là trời ơi, nói nghe nè, đi qua Mỹ đâu khó lắm má. Thêm nữa nói cho ngoại nghe nè, cái thủ tục đi Mỹ khó và lâu lắm. Nhiều khi á là tìm được cái người đó rồi đúng không, nhưng mà đợi tới cái lúc mà người ta gọi đi đó, phỏng vấn rồi đó ha, nhiều khi hả đến lúc mà người ta gọi là bà đã đi đâu rồi đó, bà đã đi sang cái thế giới nào rồi chứ không còn đi sang Mỹ nữa. Khó lắm. Rồi thêm nữa là muốn đi sang Mỹ là phải biết tiếng Anh rồi nữa. Rồi ở cái lứa tuổi như mình có đi học được tiếng Anh không? Mà bà nghĩ đơn giản quá vậy bà. Ví dụ nha, người ta bảo lãnh cha mẹ của người ta là qua bển á để người ta phụng dưỡng đồ này nọ đó thì ok, thì đã có người mà bảo kê rồi hết rồi thì được. Còn mình lấy theo cái kiểu mà kết hôn kết ơ rồi đó là khó lắm. Trời ơi, người ta hỏi đủ thứ hết trơn á, ta tìm hiểu coi đó, đó có phải là một cuộc hôn nhân thật sự hay không. Mà để làm được cái chuyện đó là cần phải có thời gian, mà trong khi bây giờ mình đã quá lớn tuổi rồi, mà đợi đi thì biết khi nào trời. Bây giờ là U60 rồi, nhiều khi U80 chưa được đi nữa đó. Cho nên là mơ mộng cái gì thì phải thực tế bà ơi, phải biết nhìn nhận thực tế. Bởi vì người ta nói là ước mơ chỉ là ước mơ đó, đời không như là mơ đó má. Má mơ cái gì vậy? Và má còn đồ đi qua Mỹ, bà đi phụ nhà hàng nhà ơ rồi bà có biết tiếng Anh tiếng ơ rồi không mà phụ? Trời ơi là trời, đi qua bên bển không có giống như ở Việt Nam đâu nha. Mình ít nhất mình cũng phải biết tiếng Anh cơ bản để biết là người ta nói cái gì, những cái từ cơ bản đâu này nọ đó mình phải biết thì mới làm được, chứ không có giống như Việt Nam. Ví dụ như ở Việt Nam mà 60-70 tuổi đi vô nhà hàng mà phụ dọn dẹp rửa chén lặt rau rồi thì cũng được, nhưng mà bên Mỹ khó lắm, rất là khó. Rồi thêm nữa là ở cái lứa tuổi mà quá lớn như vậy đó thì mình đi theo cái kiểu kết hôn chắc chắn 100%, rất là khó để mà phỏng vấn đậu luôn đó, khó lắm. Đó là cái thủ tục thôi đó. Cái vấn đề thứ hai nè, ai mà rước má, ai mà rước ngoại đi, rước ngoại để làm cái gì? Trong khi bây giờ ngoại là gái đã quá lớn tuổi rồi, gái như vậy thì coi như là đâu có còn một cái sự mà thu hút gì nữa đâu mà người ta rước ngoại đi hả ngoại? Ví dụ như mấy cái ông mà bằng tuổi ngoại đó thì người ta cũng muốn tìm một người mà trẻ hơn để sao? Để phụng dưỡng cho người ta, để chăm sóc cho người ta. Còn bây giờ bà già như vậy rồi, bà qua bển rồi trời ơi không chăm sóc được cho người ta, mà nhiều khi người ta phải chăm sóc ngược lại cho bà, thì như vậy người ta có bỏ tiền để rước bà đi không hả bà? Trời ơi là trời. Với lại con nói bà nghe nè, rước một cái người đi qua bên Mỹ tốn kém dữ lắm chứ không có đơn giản, nhiều tiền lắm bà ơi, nổi cái thủ tục đi lên đi xuống đi tới đi lui. Rồi thêm nữa là bà là phải trục trặc nhiều lần lắm đó, may ra thì mới được đi đó. Cho nên là người ta bỏ một cái số tiền lớn như vậy thì người ta phải tìm một cái người xứng đáng chứ, phải tìm một người trẻ chứ, chứ tự nhiên người ta rước một bà già qua bển để làm cái gì trời? Trong khi có làm ăn được cái gì đâu, có hái đồ gì được đâu, mình đã quá tuổi rồi bà ơi. Cho nên là tại sao bà lại mơ mộng cái gì mà nó không có thực tế gì hết vậy bà nha. Cho nên một cái câu mà con muốn khuyên bà là mình phải biết mình ở cái level, cái tuổi gì nha, để lựa chọn một người phù hợp. Tại sao mình cứ mơ mộng tay pháp đồng chi vậy, đi qua nước ngoài đồng chi vậy ha, trong khi tiếng Anh thì không biết. Tại sao không mơ mộng một cái chú mà
cùng trang lứa với mình, cùng hoàn cảnh với mình, để tuổi già hữu hỷ có nhau, sống cho qua ngày đoạn tháng, hai người vui vẻ bạn đời đó, hữu hỷ với nhau là chính. Tại vì cái lứa tuổi của mình là nó đã không còn có thể có những cái mà ví dụ như mình cũng đâu thể sinh con được nữa, đúng không? Rồi mình cũng đâu còn cái tuổi mà phơi phới xuân thì đâu nữa đâu. Nói chung là cái tuổi của bà đó mà bây giờ muốn có chồng đã rất là khó thiệt. Cái tuổi mà sáu mươi mấy của bà đó muốn có chồng đã rất là khó rồi, mà bà còn thêm là đòi hỏi là phải việt kiều nữa là nó càng khó thêm gấp bội đó bà. Có chồng được là mừng rồi má ơi, còn đòi hỏi cái gì nữa. Với lại thêm nữa là trời ơi là trời, đi đâu cũng được hết trơn á, đi qua Campuchia cũng được nữa, qua Lào cũng được nữa, Trung Quốc, Đài Loan rồi đó, có cơ hội thì cứ đi đi, bà còn kén chọn nữa, bà làm như bà làm hoa hậu vậy đó. Bà thấy tôi không, vừa trẻ mà vừa đẹp, trẻ là trẻ hơn bà đó, đẹp đẹp hơn bà đó, mà tôi còn không có được nữa. Tôi còn không có được ai mà chiếu cố. Trời ơi là trời, bà biết không, bao nhiêu năm nay là con muốn đi nè, có ai rước con đi đâu. Mà trong khi bà thấy vậy đó, con là vừa đẹp người đẹp nết, rất là tài năng. Trời ơi con kỹ năng, con kinh nghiệm dữ lắm nha, con rất là nhiều kinh nghiệm, con kỹ năng dữ dội luôn đó. Trời ơi con là mắt là vồ đó ha. Nhưng vậy nè, phơi phới như vậy nè, mà bà thấy body của con không? Trời ơi body của con, trời ơi là trời, body của con là nó gợi cảm như vậy nè, mà có ai rước con đâu. Không có, khó lắm bà ơi ha, con cũng mơ mộng giống như bà như vậy đó, mà có được đâu. Mà con không có đòi hỏi là qua Mỹ qua Pháp vậy cho nó, con là chỉ cần qua Campuchia cũng được nữa, mà không có được luôn đó. Con là không có cần đi máy bay mấy ơi vậy trơn á, bây giờ chỉ cần hai đứa mà dắt tay nhau ra bến xe miền Đông mà đi qua Hồng Kông cũng được nữa, hoặc là đón xe đò qua bên Campuchia cũng được nữa, mà không ai rước luôn đó. Mà trong khi là tôi là trẻ dữ lắm, nó vừa trẻ vừa đẹp, mà bà thấy cái body của tôi không, như vậy mà còn không được nữa thì làm sao mà bà được nha. Cho nên có một cái lời khuyên chân thành dành cho bà nè, là mình phải sống thực tế, mình phải biết mình là ai đó. Nếu như mình muốn tìm một người bạn đời thì hãy tìm một người cùng trang lứa với mình, rồi cùng hoàn cảnh với mình thì mới có thể thấu hiểu được chứ. Trèo cao có ngày é đau đó nghe bà, thiệt. Trời ơi đừng có làm cho mấy đứa nhỏ nó cười nữa, mình lớn tuổi rồi mình nói đâu cho cái chuẩn đó chứ, mình lên mình nói như vậy rồi để cho mấy cái đứa mà YouTube rồi đó nó lợi dụng bà đó, rồi nó làm bà thành trò cười cho thiên hạ đó nha. Rồi nhiều khi con cháu của mình nó nghe được như vậy đó, con cháu của mình cũng cảm thấy là xấu hổ đó nha bà.